hồi hộp, căng thẳng, vui mừng, thất vọng. Đó là cảm xúc của khoảng 700 phụ huynh ở quận Hoàng Mai, Hà Nội khi phải trông chờ vào những lá phiếu bốc thăm bay rủi để giành suất cho con vào trường mầm non Hoàng Liệt năm học 2022-2023 trong 2 ngày 27 và 28 tháng 8 năm 2022. Phụ huynh khi đến bốc thăm phải mang theo giấy mời và chứng minh thư nhân dân. Quy trình bốc thăm gồm 2 vòng. Vòng 1 là bốc thăm số thứ tự. Sau khi đảm bảo đã tham gia vòng 1, phụ huynh sẽ dùng số thứ tự này để lần lượt bốc thăm phiếu tuyển sinh. Các phiếu hợp lệ là phiếu có đầy đủ xác nhận của trường mầm non Hoàng Liệt. Ngày 27 tháng 8, trường đã phát tổng 176 phiếu tương ứng với 176 phụ huynh tham gia bốc thăm số thứ tự. 80 phiếu trong số đó ghi chúc mừng bé đã trúng tuyển vào trường. Số còn lại ghi rất tiếc bé không trúng tuyển vào trường, phụ huynh phải tìm trường ngoài công lập cho con. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Liệt cho biết, trường mầm non Hoàng Liệt chỉ có thể tuyển 559 trẻ 3 đến 5 tuổi. Để đảm bảo thực hiện phổ cập giáo dục mầm non với trẻ 5 tuổi, trường sẽ tuyển toàn bộ 226 trẻ trong độ tuổi này. Còn ở nhóm trẻ 3 đến 4 tuổi, trường Hoàng Liệt chỉ có khả năng đáp ứng 333 trên 713 trẻ đăng ký. Như vậy, số lượng vượt quá chỉ tiêu là 380. Để giải quyết vấn đề không thể tiếp nhận được toàn bộ học sinh đăng ký, nhà trường quyết định tổ chức bốc thăm dưới sự chứng kiến các bên liên quan để công bằng, minh bạch. Nhiều bạn đọc báo Thanh Niên bức xúc cho rằng tình trạng này không phải diễn ra lần đầu mà kéo dài qua nhiều năm khiến dư luận nhức nhối. Ngay tại thủ đô mà để xảy ra chuyện mà ai đọc xong cũng thấy quặn trong lòng, đặc biệt là những người có con trong độ tuổi sắp đến trường. Trong trường hợp thiếu cơ sở mầm non như hiện nay, thì việc bốc thăm là một giải pháp công bằng, nhưng về lâu dài thì không phải cách. Chẳng lẽ bây giờ tương lai của các bé chỉ phụ thuộc vào một lá phiếu hay sao? Chia sẻ với phóng viên báo Thanh Niên, nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Ngai, nguyên phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, một nhà giáo dục cũng từng là một người quản lý giáo dục, cũng nêu quan điểm của mình về vấn đề trên. Rõ ràng cái việc bốc thăm đó thì không những gây cái sự lo lắng cho phụ huynh học sinh, mà tôi nghĩ ít nhiều gì á, nó cũng tạo một cái ấn tượng không hay cho các cháu. Bây giờ cái trẻ mầm non bây giờ đó 3-4 tuổi, đối với người lớn mình xem nó là nhỏ bé, nhưng thật ra nó cũng có cái suy nghĩ, có nhận xét so với trẻ trước đây, cho nên nó cũng có những cái ấn tượng không hay về chuyện đó. Tuy nhiên khi nghiên cứu thì tôi thấy trong tình huống thế thì cái việc làm đó là tuy không mong muốn nhưng mà cũng là một cách làm. Từ đây á, tôi thấy thế này, tại sao nó xảy ra tình trạng như vậy thì tôi nghĩ có đối với năm học thì nếu mà chỗ quận Hoàng Mai hay chỗ Hoàng Liệt á, mà có một cái khảo sát thực tế về cái độ tuổi các cháu phải vào mầm non trên địa bàn của mình, rồi trên cơ sở đó, cái khảo sát đó mình sẽ có cái tính toán, có cái chuẩn bị tốt thì nó sẽ có hạn chế hơn cái việc xảy ra vừa rồi. Còn về lâu dài thì có lẽ là cần phải có quy hoạch mạng lưới trường lớp trên địa bàn. Như Thành phố Hồ Chí Minh năm 1999 thì có cái đề xuất đấy, cái năm 1999 là làm năm giáo dục để cho tập trung chăm lo giáo dục, trong đó có việc xây dựng trường lớp và đưa ra cái về quy hoạch mạng lưới trường lớp trên địa bàn. Và chúng tôi cũng đã đi phân công nhau để đến từng quận huyện để làm việc vấn đề này, để làm sao mỗi địa phương trên cơ sở quy hoạch, tức là cơ sở cái dân số của mình và cái dự báo những năm tiếp theo để có dành đất xây trường học cho các cháu ở tất cả các cấp học, từ sửa chữa cái trường nhỏ hẹp nó rộng ra cho đến xây trường mới. Và nhờ vậy cho nên là trong thời gian qua, mặc dù Thành phố Hồ Chí Minh có một cái lượng dân số, đặc biệt dân số các tỉnh khác về sinh sống mà thì dẫn theo con em, thì có một số các cái quận mới chẳng hạn như Bình Tân rồi hoặc là vào Giáp gần đây Hóc Môn vân vân, nó cũng có vượt trội về số học sinh nhưng mà cũng chưa gặp trường hợp nào phải bốc thăm.
Phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai là khu vực có tốc độ tăng dân số nhanh. Đến tháng 7 năm 2022, phường này có hơn 8.150 trẻ trong độ tuổi mầm non, trong đó 6.611 trẻ 2 đến 5 tuổi. Trường mầm non Hoàng Liệt là trường công lập duy nhất với 4 cơ sở. Ngoài ra, có 5 trường mầm non ngoài công lập và 79 nhóm lớp độc lập. Mỗi năm, số lượng trẻ mầm non tăng khoảng 2.000 trẻ. Tuy nhiên, với cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên hiện tại, trường mầm non Hoàng Liệt chỉ có thể đáp ứng nhu cầu học tập cho gần 20% trẻ. Còn lại 82% trẻ trong địa bàn phường phải theo học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập.